Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái mẫu hoa cúc họa mi như thế này. Đây là mấy cành nhỏ mình làm nhưng mình chưa ghép lại ấy, thì lát nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn ghép thành cành nhá. Cúc họa mi này thì các bạn nhìn thấy quen quen đúng không ạ? Rất là giống hoa xuyến chi ở clip trước mình đã hướng dẫn. Trời ơi, cứ đến lúc mình quay thì họ lại làm vậy. Ngồi đợi 30 phút để họ không khoan nữa để làm mà vẫn bị ồn. Thì cái hoa xuyến chi này, cái hoa cúc họa mi này thì nó hơi giống hoa xuyến chi nha, nhưng mà khác là cái cánh của nó nhỏ hơn và nó không có phần lượn ở đầu. Hơn nữa là cái phần nhị hoa thì nó sẽ có thêm cái phần nhị màu xanh nữa nha. Thì bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm nha. Thì nguyên liệu để làm cái hoa hoa cúc họa mi thì có nguyên liệu như sau. Nguyên liệu gồm có là giấy nhún màu xanh và giấy nhún màu vàng để làm nhị hoa, màu trắng để làm cánh hoa, giấy sần để làm lá hoa, băng keo sáp, keo sữa, kẽm si và thuốc kẻ. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm phần nhị hoa trước nha. Các bạn chuẩn bị cho mình cái tờ giấy nhún màu xanh có kích thước là 6cm nha, nhân với lại 1,5 nha. Tờ màu vàng thì có kích thước là 10cm nha, chiều rộng thì cũng là tầm 1,5 nha. Sau đó thì các bạn sẽ gấp lại và cắt tua rua. Sau khi cắt thì chúng ta sẽ được một giải màu xanh như thế này. Mảnh tương tự với mảnh giấy giải giấy màu vàng cũng vậy nhá. Sau khi cắt chúng ta cũng sẽ được một giải màu vàng như thế này. Tiếp đến thì sẽ làm phần là lá trước nha. Các bạn chuẩn bị một tờ giấy sần có kích thước là 5,5 nhân với lại 4cm nha. Sau đó thì các bạn gập đôi cái tờ giấy sần này lại. Mình sẽ cắt tạo hình cánh hoa cúc như sau nha. Các bạn nhìn theo mình để cắt này. Đó, sau khi cắt xong thì các bạn sẽ được cái hình lá hoa cúc như thế này nha. Các bạn cắt từ 1 đến 2 lá nhé, thì các bạn sẽ được cái hình lá như thế này. Cuối cùng thì chúng ta sẽ làm đến cái phần cánh hoa. Thì các bạn chuẩn bị cho mình hai mảnh giấy nhún có kích thước bằng nhau là 7cm nha, nhân với lại 4cm, hai mảnh bằng nhau nha. Thì bây giờ các bạn sẽ gấp thành 7 cái cánh như thế này. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Các bạn sẽ gấp như thế này. Sau đó các bạn vuốt mạnh một chút để chúng ta cắt cho nó dễ nha. Thì các bạn sẽ cắt lượn như thế này.
cắt theo mình nha. Cánh hoa cúc họa mi thì nó hơi nhỏ, đầu nó hơi tròn một chút. Thì các bạn cắt như thế này. Đó, sau khi cắt xong các chúng ta sẽ được cái giải giấy như thế này. Tương tự với cái mảnh giấy thứ hai thì chúng ta cũng cắt như vậy nha. Các bạn cũng gấp làm 7 rồi cắt. Rồi sau đó chúng ta sẽ dở cái giải giấy ra như thế này. Chúng ta đã được cái giải giấy như thế này. Hai giải giấy như thế này. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào phần công đoạn là chúng ta sẽ ghép vào thành hoa nha. Thì các bạn dùng một đoạn kẽm xi như thế này. Kích thước thì chắc là rơi vào khoảng 10cm. Đó, 10cm. Các bạn uốn cong một đầu để cho cái phần... này nó sẽ đến lúc mà chúng ta ghép phần nhị vào thì nó sẽ không bị tuột cái phần kẽm xi này ra nhá. Đầu tiên thì chúng ta sẽ dán cái phần giấy nhún màu xanh trước nha. Tiếp theo sẽ là phần giấy nhún màu vàng. Các bạn viết keo sữa vào. Đó. Sau khi viết keo thì chúng cuốn xong chúng ta sẽ được phần nhị như thế này. Bên trong màu xanh và bên ngoài màu vàng. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ ghép phần cánh hoa này vào trước nha. Đây mình sẽ phết đoạn đầu là keo sữa, hoặc là các bạn dùng tất phết keo sữa vào tất vào phần trải dài cánh hoa là cũng được nhé. Các bạn đặt như thế này rồi các bạn cứ cuốn thôi, cuốn sao cho các cánh hoa nó nằm so le nhau là được nhá. Đó, lớp cánh đầu tiên sẽ như thế này. Tiếp theo sẽ là lớp cánh thứ hai. Các bạn cũng cuốn như vậy. Các bạn đặt cái phần cánh nó so le nhau cho nó đẹp nha. Lúc mà các bạn cuốn ấy thì các bạn chỉnh làm sao cho các cánh nó làm so le nhau là được. Thì nhìn nó sẽ đều bông hoa hơn nha. Để cho chắc hơn thì mình sẽ dùng cái phần chỉ riêng này. Em mình sẽ buộc lại. Cho là chắc. Còn bạn nào mà không dùng keo sữa từ đầu thì các bạn dùng nguyên chỉ buộc. Còn bạn nào mà không muốn dùng chỉ buộc thì các bạn dùng keo sữa nhé. Sau khi... ép xong chúng ta sẽ được cái phần hoa như thế này. Tạm thời chúng ta sẽ không tẽ cánh ra mà chúng ta sẽ dùng băng keo sáp để cuốn lại. Thực ra là với cái bông cúc họa mi này nó nhỏ ấy, thì chúng ta làm cần làm với số lượng nhiều bông ấy, nên là mình sẽ không làm đài nhưng mà mình sẽ cuốn băng keo sáp luôn. Như vậy thì nó sẽ tiện hơn và không mất nhiều thời gian. Chứ mà
làm khoảng mấy chục bông hoa cúc họa mi để ghép xong để cắm, mà chúng ta cứ ngồi cắt cái phần đài thì rất là lâu. Chúng ta sẽ ghép thêm phần lá nhé. Các bạn chú ý là các bạn sẽ cắt nhiều lá hơn mình nha. Mình cắt thế này là nó hơi bị ít lá, nhưng mà mình lười nên là mình hướng dẫn các bạn như thế nào thì mình sẽ chỉ cắt một cái thôi. Đấy, sau khi chúng ta ghép xong thì chúng ta sẽ tẽ phần cánh hoa ra nhé. Đó, thì chúng ta sẽ chỉnh cái cánh hoa cho nó đều. Cúc họa mi này của mình làm hơi bị to. Thì các bạn đấy, mình đã hướng dẫn xong các bạn làm cái bông cúc họa mi như thế này. Thì các bạn có thể tự làm nhiều bông như này xong để ghép thành cành nhá. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn ghép thành cành. Đây là mấy bông hoa mình đã làm sẵn. Ghép cành thì nó cũng rất là đơn giản, giống như mình ghép cái bông hoa xuyến chi ấy. Bây giờ mình sẽ ghép như thế này. Các bạn sẽ ghép thành nhiều cái nhánh nhỏ như thế này rồi làm thành một cái nhánh to để cắm vào các bình bông. Rất là đẹp. Hoa này chả khác, mình thấy không khác hoa xuyến chi lắm. Khác cái nhị thôi chứ còn nhìn qua thì cũng gần giống hoa xuyến chi, thì nó chỉ có 5 cánh thôi, ít cánh hơn hoa cúc họa mi. Với cả là cái phần nhị của nó với gần lá đấy cũng khác, nhưng mà nhìn xa xa thì mình cũng thấy nó giống nhau. Rồi sau đó chúng ta sẽ tẽ ra như thế này. Chúng ta đã được một cái nhánh cúc cành nhỏ nhỏ của cúc họa mi rồi. Như vậy mình cũng đã hướng dẫn xong các bạn làm cái phần cái hoa cúc họa mi như thế này. Thì các bạn có thể tự làm và trang trí để cắm vào các hoa lọ hoa nha. Rất là đẹp. Thì chúc các bạn thành công với cái mẫu hoa này. Mình sẽ so sánh hai cái mẫu hoa xuyến chi và hoa cúc họa mi. Đây là hai cành xuyến chi mình đã làm. Thì các bạn có thể nhìn rõ sự khác biệt ở phần đầu tiên là phần nhị hoa. Nhị hoa của hoa cúc họa mi thì nó màu xanh, bên trong màu xanh có cả màu xanh nữa, cái nhị trong cùng ấy. Còn hoa xuyến chi thì không có nha. Hoa xuyến chi thì chỉ có phần nhị màu vàng thôi. Tiếp nữa là cái cánh của hoa cúc họa mi thì nó nhiều hơn, nó gấp đôi, thường là sẽ gấp đôi. Mình làm gấp đôi chứ còn thực tế thì mình cũng không biết là nó gấp bao nhiêu. Hoa xuyến chi thì thường chỉ có 5, 6, 7 cánh. Còn hoa cúc họa mi thì phải tầm 10 cánh nha. Ít nhất là tầm 10 cánh, mình nghĩ như vậy thì nó mới đẹp. Tiếp nữa là phần lá hoa cúc cũng khác đúng không ạ? Đây là phần lá của hoa cúc, còn đây là phần lá của hoa xuyến chi. Nó chỉ nhìn kỹ thì chúng ta sẽ phát hiện ra phần khác biệt, còn nhìn xa xa thì mình thấy nó cũng na ná nhau. Thì hai cái mẫu hoa này nó cũng gần cách làm thì nó tương tự, chỉ khác mỗi là mình làm thêm số lượng hoa xuyến chi hoa cúc họa mi thôi nha. Với phần nhị các bạn chú ý với phần lá nữa. Cách làm nó cũng không khác nhau mấy, thì các bạn có thể làm cùng một lúc được nha. Thì chúc các bạn thành công với cái mẫu hoa cúc họa mi như thế này. Bạn nào mà có thắc mắc thì có thể hỏi trực tiếp mình qua Facebook cá nhân, hoặc đây là phần Facebook, các bạn cứ tìm cái chữ như trên cái logo này của mình thì các bạn có thể tìm ra được cả Facebook và YouTube của mình nha. Thì chúc các bạn thành công với cái mẫu hoa cúc họa mi như thế này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau nha. Chào.